Trời ơi anh em ơi anh em bỏ cái suy nghĩ trong đầu đi Tầm giá hơn 600 anh em chỉ sở hữu được một cái wifi lắp cho gia đình thôi Thì với tầm giá đó anh em đã đầu tư và sở hữu được một cái wifi lắp cho công ty doanh nghiệp và các khách sạn ngân hàng Thì tại sao anh em không đầu tư cái dòng này Mà lại cứ phải đi mua cái dòng của nhà dân làm cái gì Bởi vì anh em chỉ cần biết là khi cái wifi đó lắp cho khách sạn ngân hàng Thì tất cả khả năng chịu tải rất là cao Độ ổn định cao, băng thông nó lớn các bạn nhé, các công nghệ hỗ trợ nó tốt hơn nhiều của nhà dân anh em ạ. Đấy, cùng cầm giá với dòng như thế này, này anh em này hai dâu ba dâu để ở đây này thì anh em tại sao không mua cái dòng này ừ. anh khách này anh lắp cho nhà, nhà luôn này anh đi chơi điện tử này mới cả lắp cam ip anh lắp 6 bộ luôn này còn còn nhà hàng người ta lắp hẳn một bộ đến hai bộ luôn nhá đấy người ta không cài một khẩu luôn anh em ạ à. nên anh, anh em hình dung ra với cái tầm giá hơn 600 như thế nó quá ổn định luôn anh em mua đâu wifi hơn 600 mà lại cấu hình của ngân hàng khách sạn lắp sử dụng bây giờ chịu tải 200 máy truy cập nha có cả mét roaming minh chuyển vùng 6 dâu bên trong đấy, lắp từ hai bộ trở lên thì còn có cả mét roaming minh đi đâu trong nhà có sóng luôn nó quá mạnh em ạ mà anh em nào nhà dân bây giờ dùng rất nhiều những ông nào lắp cam ip sẽ biết là hay bị rất bị giật và lơ lác nếu mà dùng cái model nhà mạng cấp hoặc là lắp thêm những con mà lắp nhà dân ấy, thì không thể chịu nổi luôn